đai cố định lưng. Thì nó có hai loại là đai hỗ trợ lưng nha và đai cố định. Đây là đai cố định dành cho điều trị. Bọn sơ sẽ có một video về hướng dẫn đai hỗ trợ cho bà con mình khi ngồi xe. Còn đây là để điều trị những người đau lưng em ha. Dạ vâng. Đau lưng hay những người bị thoát vị đĩa đệm, đau lưng và thoát vị đĩa đệm thì mình nên sử dụng loại này. Có tất cả năm size, khoảng cách của vòng eo tùy vào người lớn người bé, eo lớn eo nhỏ thì có cái size phù hợp. Rồi vậy là cả nhà mình có thể liên lạc với bọn sơ để mình có thể chọn cái size cho phù hợp nha. Dạ, này có tới 6 thanh đẹp cứng. 6 thanh đẹp cứng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi mình thử sử dụng nhé. Chúng ta dùng giá cho anh em. Cái độ cứng thì lỏng là do mình ha. Nó thì nó siết khá là cứng. Anh quay mặt mà quay sau lưng cho mọi người thấy. Dạ rồi, anh siết này, anh siết này. Anh xả ở nhà, siết này. Chỉ mình siết nhẹ thôi. Nhưng mà cái lực nó kéo rất là mạnh luôn nè. Cái hai đầu tô nó chỉ siết vùng lưng như mình thôi, chỉ chấn luôn. Các bạn thấy nó rất là mỏng, khi mà mình mặc đồ vô sẽ không có phát hiện luôn. Cái này nó mỏng. Ví dụ mình đi làm, mình mặc đồ vô thì sẽ không có phát hiện cái đai nẹt luôn. Các bạn thấy nó rất là gọn nè và thông thoáng ha. Cái này mình sử dụng lâu dài thì sao anh? Dạ, cái này mình đeo cả ngày cũng được, nó rất là thoáng mát. Nó thành lưới thoáng mát. Rồi nếu mà mình vệ sinh thế nào? Dạ, mình vệ sinh thì mình giặt xà phòng bằng tay, cho mình phơi cho mát rồi mình dùng đi dùng lại. Bây giờ mình sẽ thử mình làm nha. Đó, mình kéo thẳng ra thôi. Rồi mình sẽ dán vào cái thứ nhất hàng để cố định cái đai. Sau đó ở phía sau mình sẽ có hai sợi dây, mình sẽ nắm hai cái dây phía sau mình kéo rồi nó sẽ siết lại. Thấy không, mình muốn siết mạnh hay yếu thì mình sẽ dùng lực kéo nha. Nếu mà như cả nhà mình muốn kéo siết chặt để thoải mái hơn thì mình kéo mạnh tay chút, và không mình muốn thoải mái hơn thì mình kéo vừa sức thôi. Đây là đai để chữa hỗ trợ cho những người bị thoát vị đĩa đệm, đau lưng. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Cả nhà có thể gọi trực tiếp vào số nào bên dưới để xin thông tin. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.